Cảm ơn đại diện gia đình, cảm ơn shop và đã đưa cho anh những cái sản phẩm rất là ưng ý, và đến hôm nay là cũng là đẹp ngày anh mang về, và thế anh xin cảm ơn. Vâng, em xin thành cảm ơn bác và anh gửi. Đỗ Quốc Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ bảy ngày 8/8/2020 thì chúng tôi rất là vinh dự khi đã có mặt tại nhà bác Tuấn. Bác đến từ số 47 Đức Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và trên màn hình xem đơn vị chúng tôi đã bàn giao cho bác xong là một bộ ghế móc 8 món Vũ Ta Quảng Bình bản đặc biệt, và bên này là một chiếc tủ tre Vũ Ta Quảng Bình cũng là bản đặc biệt. Thì đây là bác Tuấn, thì chúng tôi đã bàn giao xong cái hai bộ sản phẩm này cho nhà bác, thì để cho lên cái video clip để cho các quý vị là có yêu quý các đồ cũ Tuấn có thể là tham khảo để có thể lựa cho mình những cái món phù hợp nhất với không gian nội thất của nhà mình. Thì nhân dịp đây thì em rất là chân thành cảm ơn bác Tuấn đã tin tưởng để ủng hộ cửa hàng chúng em là hai bộ sản phẩm này. Thì nhân dịp đây thì em cũng xin được kính chúc bác là cùng đại đoàn thể gia đình mình là luôn luôn là mạnh khỏe và hạnh phúc, công việc thì chất lượng, làm ăn thì phát đạt. Cảm ơn đại diện gia đình, cảm ơn shop và đã đưa cho anh những cái sản phẩm rất là ưng ý, và đến hôm nay là cũng là đẹp ngày anh mang về, và thế anh xin cảm ơn. Vâng, em xin cảm ơn bác và anh gửi Tuấn. Dạ vâng. Và sau đây thì cho quý vị theo dõi một chút cái không gian nội thất khi mà chúng tôi bàn giao xong cái sản phẩm này. Và đây là bác Tuấn, và đây là bác Trung đã mua của hàng chúng tôi chừng hơn chục hôm trước. Đó, đây là các bác khách hàng ở các bác khách ở hàng bác xóm sang chơi. Đó. Và đây là bộ 8 rất là khủng luôn. Bộ này là đoạn là dài là 2m17 thưa quý vị, và sâu là 52 và cao là 48 từ mặt đất lên mặt ghế, và cao hết trường kia là 1m40. Yếm dày 4 phân, rộng 13 phân. Bàn này là dài là 1m40 và nhân chiều ngang là 80. 7880, và đoạn thì ghế đơn là 77 nhân cũng là 52, rất đẹp luôn. Và kia là chiếc tủ tre, quý vị xem nào. Bệ thì là đục tích là cầm kỳ thi họa. Lèo thì được đục nho sóc chim hoa và được khảm cài chữ thọ, khảm ốc cài thọ. Và bên thì cánh là khảm một bên là liễu mã và một bên là tùng lộc. Đó, hàng rất là VIP luôn. Và đây toàn cảnh là cái phòng khách của nhà bác thì kê vừa duyên cái bộ sản phẩm của chúng tôi. Đó, quý vị thấy rất đẹp, tuyệt vời. Thì quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà muốn quan tâm đến một trong những cái món đồ gỗ nội thất theo lối cổ truyền như này thì có thể liên hệ trực tiếp cho cơ sở của chúng tôi thông qua số điện thoại là 0985 230 888, hoặc thể có thể về tại cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội, để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn. Thì chúng tôi bán rất là nhiều những cái món đồ gỗ nội thất theo lối cổ truyền như sập gụ, tủ tre, bàn ghế các loại, kệ tivi, tủ bày đồ, tranh khảm, tranh đục, có đầy đủ cả luôn. Đó, và đây là toàn cảnh cái không gian nội thất của nhà bác Tuấn đây. Nhà bác ở Đức Diễn, thành phố Hà Nội. Xin thưa quý vị, phòng khách này nó khoảng độ 20m2. Và sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Và cũng rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Bác Tuấn chào khán giả. Xin chào.